Thành ra quý vị nếu thật tu, quý vị phải sống gì? Đời sống đơn giản. Đức Phật có một câu mà tới ngàn đời bây giờ chúng ta thấy vẫn đem lại hòa bình thế giới, là ít muốn biết đủ, thiểu dục tri túc. Thành ra do đó người xuất gia là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Nhưng bây giờ đô la đầy nhóc, thành ra nó hơi kẹt. Chứ người xuất gia mà có tiền là chết cho người xuất gia. Còn người cư sĩ tại gia không tiền thì chết, còn người xuất gia mà có tiền lại chết. Thành ra Đức Phật đặt cái giới luật rất hay, cấm rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức, của quý cũng không được. Mà bây giờ quý vị xài gì, điện thoại di động gì đủ thứ, thứ xịn nữa, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thì giết chết mình thôi. Thành ra quý vị thấy có những người giàu có mà chết rồi đem bỏ vàng trong miệng hoặc bỏ vàng trong hòm rồi sao? Tụi ăn trộm ăn cướp nó đào cái mã lên, cái răng vàng không, nó bóp cái miệng hư răng hết trơn, nó lấy vàng thù bán gì đâu. Nó moi miệng, moi ốc này kia, nó chẻ miệng ra, nó lấy vàng, cái răng vàng, đâu có thù quán gì. Thì bây giờ tôi nghe nói Sài Gòn mà đi chỗ vắng, mấy đàn bà mà đeo vàng ở tay này kia, nó chặt, nó lấy nguyên cái tay. Không biết có không mà tôi nghe nói thôi. Quý vị trời chắc rành hơn tôi. Có thù quán gì không? Bị tham vàng. Mà vàng có gì ăn được không? Không. Thành ra cái hiểu biết mình quá ngu si, thì hại cho sắc thân này. Quý vị mà sống đơn giản rồi để quý vị thấy những người xuất gia là theo Minh Đăng Quang có 2 bộ đồ, người nữ có 3 bộ. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ngày ăn con bữa thôi. Thì còn cái gì nữa mà sợ? Hồi Thái tử Siddhartha thì tiền ô hậu ủng mà cứ sợ anh ta ám sát hoài. Tới chừng đi tu rồi ngồi dưới gốc cây ngủ, mà đến gốc cây có ai ngót? Cái bát này đang thui như vậy, ai mà thèm lấy mà lấy, tôi gì ở xin cái mắt khác. Phải khỏe không? Rồi cái ông thái tử gì xuất gia theo Đức Phật bằng đêm mới ra, ôi hạnh phúc của ta, ôi hạnh phúc của ta. Thì mấy vị tỳ kheo tu cũng được, mới mép Đức Phật, chắc ông nhớ vợ. Ông là thái tử, ông bỏ vợ ông đi tu. Thì Đức Phật mới kêu lại hỏi, kêu hết chư tăng họp lại, ông nói hồi đó con ở ngoài, con làm thái tử sắp sửa làm vua. Tiền hô ẩu uổng, ăn là sơn hào hải vị, ngủ sung sướng vô cùng, có lính gác này kia, mà con cái hồi hộp hoài, không biết nó giết con lúc nào. Còn bây giờ con xuất gia theo Đức Phật, bây giờ con ngủ gốc cây, con cảm thấy an lạc vô cùng. Thành ra do đó con quên mất có tỳ kheo ở bên, con la lên, ôi hạnh phúc của ta, ôi con chưa từng hưởng cái hạnh phúc này bên. Chỉ lần đầu tiên trong cuộc sống hồi hộp khắc khoải của con, chỉ có hôm nay con mới thấy thật sự là cảnh giới an lạc của con. Phải vậy không? Cái gì muốn an lạc đó không? Vỗ tay bây giờ chịu an lạc đó không? Tôi có đem cái do theo nè. Không, bây giờ gội đầu đi, tôi chứng minh cho cạo tóc. Người nữ ở lại với sư cô, người nam tôi dẫn về tỉnh xá. An lạc, phải không? Vỗ tay thì vỗ tay hay lắm, nhưng mà đụng đầu với sự thật thì rút lại, phải không? Bây giờ muốn an lạc không? Về với tôi thì ngủ dưới gốc cây, ngủ ngoài trời giống như ngủ trong cốc, chỉ trời mưa bệnh thôi. Sáng là phải ôm bát đi xin ăn, sướng vô cùng. Không giữ tiền mà hàng ngày vẫn có ăn, người ta đem xuất bát người ta lại bái mình. Ăn mà phải người ta cúng dân, người ta lại bái mình. Còn ngoài quý sự đi xin không ai cho, phải không? Còn tôi thì không xin mà người ta năn nỉ, thì do cái tu của mình thôi, phải không? Bây giờ muốn an lạc không?